Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Sáng nay 15 tháng 6 tại Hà Nội, 1.000 đại biểu đến từ các nước ASEAN, các tổ chức quốc tế, các đơn vị và quần chúng nhân dân đã tham gia buổi meeting cấp khu vực hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 3 do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay sốt xuất huyết là một trong những bệnh do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàng năm có từ 50 đến 100 triệu người mắc bệnh và khoảng 20.000 người tử vong do sốt xuất huyết. Từ năm 2005, WHO đã nhận định sốt xuất huyết có thể trở thành một vấn đề y tế công cộng khẩn cấp được cộng đồng quốc tế quan tâm và lo ngại do những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến đời sống xã hội. Tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết lưu hành ở 3/4 các tỉnh, thành phố. Những năm qua, mặc dù ngành y tế đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống, nhưng đến nay sốt xuất huyết vẫn là nguyên nhân làm cho khoảng 100.000 trường hợp phải nhập viện và là nguyên nhân làm gần 100 trường hợp tử vong mỗi năm, đặc biệt là trẻ em. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế đã phát động buổi diễu hành trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội nhằm kêu gọi sự hợp tác giữa các nước ASEAN cũng như tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đề nghị sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và mọi người dân tham gia hoạt động phòng chống sốt xuất huyết. Sau buổi lễ phát động các quốc gia, khu vực, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát động tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy tại các địa phương trong tháng 6. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi luật dược và xây dựng chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh dược. Luật dược được Quốc hội thông qua năm 2005 đã đánh dấu lần đầu tiên nước ta có một văn bản pháp quy hoàn chỉnh ở cấp cao nhất liên quan đến những mặt hàng thiết yếu đối với sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, ngành dược đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mới phát sinh như quy định về quản lý giá thuốc, đăng ký thuốc chưa đảm bảo tính khách quan. Đặc biệt, việc triển khai những quy định về hoạt động dược lâm sàng còn gặp khó khăn và bất cập. Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng luật dược năm 2005 cần phải sửa đổi để phù hợp với chính sách quốc gia về giá thuốc, cấp phép đăng ký lưu hành thuốc, quản lý chất lượng thuốc và triển khai đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam. Hội thảo lần này nhằm kêu gọi những ý kiến đóng góp của các sở y tế, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dược Việt Nam phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quyết định tăng giá xăng dầu bất ngờ được Bộ Tài chính đưa ra chỉ sớm 45 phút trước khi được áp dụng kể từ 20 giờ tối qua. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã tăng giá 420 đồng một lít với mặt hàng xăng RON 92 và 220 đồng một lít đối với diesel. Petrolimex hiện chiếm gần 50% thị phần bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. Giải thích về nguyên nhân tăng giá xăng, Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu thành phẩm thế giới kể từ giữa tháng 5 biến động tăng trở lại. Để giữ ổn định không tăng giá bán trong nước, ngày 18 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã điều chỉnh giảm 1% thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng. Và từ ngày 1 tháng 6, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng quỹ bình ổn giá từ 160 đồng đến 400 đồng một lít. Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng, khiến giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán hiện hành. Cùng với quyết định tăng giá xăng dầu, Bộ Tài chính cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục được sử dụng quỹ bình ổn với xăng và dầu diesel là 300 đồng và mặt hàng dầu hỏa và ma rút vẫn giữ nguyên mức hiện hành để hạn chế mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá hiện hành. Lý Nhân được quy hoạch là vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Hà Nam. Thế nhưng từ nhiều năm qua, tỉnh Hà Nam đã cấp giấy phép cho nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch ngói khai thác hàng trăm hecta đất bãi phù sa màu mỡ ven sông Hồng để làm gạch làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và làm thay đổi dòng chảy của sông Hồng. Máy xúc đào bới nham nhở, múc đất sâu đến 5 mét so với mực nước sông. Đó là những gì đang diễn ra tại khu vực đất canh tác nông nghiệp của người dân xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, mặc dù giấy phép đã hết hạn, chính quyền đã lập biên bản, nhưng doanh nghiệp vẫn mua đất của dân và khai thác đất trái phép. Đang trong quá trình đổi tên, thì giấy phép khai thác cũ thì vẫn có từ tháng 6 năm 2011. Mới chưa có. Cái đợt vừa rồi bọn em hoàn thiện hồ sơ là đang trong quá trình đổi tên thì đã được đổi rồi,
chuyên được đổi tên rồi. Vâng, ủy ban tỉnh đã đổi tên rồi, đổi tên giấy phép khai thác rồi. Và đang còn đổi tên thì đồng nghĩa việc mình vẫn phải đăng ký nhà nước ạ. Về phía chính quyền địa phương thì yêu cầu công ty, kiểm tra yêu cầu công ty là đầu tiên là phải dừng cái khoản khai thác đất khi chưa được nhà nước cho phép. Mặc dù là cái chuyện anh mua bán với dân, mà mua bán đây cũng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, mà tự thỏa thuận với nhau bán thôi. Không chỉ lấy đất nông nghiệp để làm gạch, những chủ lò gạch tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam còn ngang nhiên đào phá tan hoang bờ sông Hồng. Việc làm này sẽ làm thay đổi dòng chảy của sông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành lang bảo vệ đê điều và tiềm ẩn những nguy cơ gây hậu quả khôn lường trong mùa mưa bão 2013. Không chỉ riêng xã Hòa Hậu, xã Phú Phúc cũng có một dự án nhà máy gạch được cấp phép xây dựng trên mảnh đất là bãi phù sa chuyên trồng ngô cho năng suất cao. Tuy nhiên, khi triển khai, dự án đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân vì họ cho rằng sẽ bị mất đất canh tác vĩnh viễn. Giờ dân chúng tôi giờ là cả mỗi một người chỉ có mỗi 6 ruộng, mà trong đó giờ cái ruộng đất chỗ này là cái đất màu mỡ mà ngon nhất của cái làng Duyên Hà. Mà đất nếu nói là đất loại một, đất canh tác hoa màu 3 vụ chứ không phải là 2 vụ. 3 vụ ngô của chúng tôi giờ thấp nhất là mỗi một vụ ngô là cũng phải 2 tạ một sào, bình quân của chúng tôi là 1 năm 3 vụ là 6 tạ. 6 tạ tôi trừ chi phí của tôi đi có 2 tạ giống vốn cái máy cày ruộng còn 4 tạ, mỗi năm tôi có 3 triệu, 10 năm tôi có 30 triệu thừa cái tiền đất này. Tôi thì có đất thu hồi ở đây nhưng mà tôi thì không ký không đổi. Thì xã có 3 lần giấy mời sang lĩnh tiền. Để lần 1, lần 2, lần 3 nghĩa là có mang tính chất đe dọa. Đấy. Bởi vì tôi không đổi, không bán, không ký. Thứ hai là cái giá bán đấy, tôi chưa biết làm gì nhưng mà cái giá bán đấy là dân chúng tôi đều phản đối cả. Giờ nông thôn mới, thế về cái môi trường, thế rồi là về kinh tế, về chăn nuôi, phát triển chăn nuôi. Mà đây ruộng này nó là thuộc về đất nông nghiệp. Đấy, thế mà đất canh tác nông nghiệp trong cái đất 115 này, mà nếu như bán đi thì dân chúng tôi chẳng có gì để sống cả. Vì dân chúng tôi là sống bằng đất. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nam, việc quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy gạch ở Lý Nhân phải đảm bảo theo các tiêu chí sau. Thì khi mà phê duyệt thì các cái tiêu chí phải hết sức chú trọng. Một là cái tiêu chí về môi trường, khoảng cách xa với khu dân cư. Cái thứ hai là phải chấp thành nghiêm chỉnh cái quy chế về khoảng cách đê điều, cách mép sông. Trên địa bàn huyện Lý Nhân hiện có 7 dự án nhà máy gạch hoạt động, 2 dự án đang xây dựng với tổng công suất trên 220 triệu viên một năm. 9 dự án này ngốn hết 337 hectare đất phù sa ven sông Hồng. Không chỉ mất đất nông nghiệp màu mỡ, việc hoạt động của các lò gạch này còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa, đe dọa trực tiếp đến hành lang bảo vệ đê điều, làm thay đổi dòng chảy đối với sông Hồng. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Italia đưa tin, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia 1973-2013, tối qua Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với chính quyền thành phố Venice và Hội hữu nghị Việt Nam-Italia đã tổ chức buổi giới thiệu sự kiện Những ngày Việt Nam tại Venice và khai mạc triển lãm ảnh tình đoàn kết Việt Nam-Italia những năm 1960-1970. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, mối quan hệ ngoại giao giữa Italia và Việt Nam trên thực tế đã có từ rất lâu, nhưng đặc biệt phát triển trong suốt 40 năm qua. Những thành quả phát triển của Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ, chí tình của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Italia nói chung và thành phố Venice nói riêng. Về phần mình, thị trưởng thành phố Venice, ông Giorgio Orsoni đã bày tỏ, quan hệ Việt Nam-Italia đã không ngừng phát triển dựa trên sự gắn bó ủng hộ nhau trong quá khứ cũng như hiện nay. Triển lãm ảnh tình đoàn kết nói trên là một minh chứng thể hiện rõ nét sức mạnh, ý chí, khát vọng tự do, phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Những hoạt động văn hóa của Việt Nam tại Venice trong những ngày tới sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà nhân dân hai nước đã xây dựng và không ngừng vun đắp trong suốt thời gian qua. Những hoạt động này cũng nhằm giới thiệu với bạn bè Italia cũng như bạn bè quốc tế các nét đặc sắc, độc đáo về văn hóa của Việt Nam, đồng thời là dịp để tri ân những người bạn Italia đã luôn cùng sát cánh với nhân dân Việt Nam trong suốt 40 năm qua.